nãy giờ đi lụm với trai về hay là đi vậy? Đi. Giờ ngoại đi hả? À đi. Đây vậy. Lát rồi, phải đi tới đâu? Hả? Ngoại ngoại lụm ở bên đâu lượn? Đi cần đến hết trơn á. Xe này nặng quá sao ngoại không về? Chạy qua cầu nước bán. Qua cầu bán hả? À qua cầu đó bên cái cầu nữa đó. Dạ. Dạ đây cái xe đi chú. Dạ đây đó. Dạ. Rồi chúng ta cái xe đi chú. Nghỉ mệt hả ngoại, nghỉ mệt hả? Hả? Ngoại mệt mệt không? Rồi. Ngoại đứng lại đây con chạy xe lên trên trên đó con đậu xong con quay lại con đẩy phụ ngoại cho. Khởi khởi khởi. Được rồi, đẩy được rồi. Ngoại đợi con tí, có gì không. Con ngoại lúc trước con có ghé thăm ngoại, ngoại nhớ không? Cái địa chỉ người bạn đứa người bạn gái với con lại thăm xong đấy. 75 Trạch Nam. Lượm phước không? À đúng rồi. Mà hôm nay ngoại lượm lâu chưa? Mới hồi sáng người ta cho đại, lại ra đây người ta cho. Rồi đẩy qua bên kia bác. À người ta cho ngoại hả? À. Đẩy qua bên kia cầu bên kia bán. Qua cầu bán xong ngoại đi đẩy về. Không có đi lụm luôn. À qua cầu bán xong ngoại lụm luôn. À đi lụm luôn là có về. Này ngoại đi lúc mấy giờ á? Mới đi à? Mới đi ngoài từ nhà ngoại đi ra đó hả? À mới ở trong nhà mới ra đó. Hôm nay là ngày nào ngoại cũng lụm hay sao? Hai ngày là cũng đi hết đó. Quen rồi. Dạ. Không đi chịu không đổi, không được. Ở nhà là đó muốn bệnh là. Trời mưa rồi sao ngoại? Trời mưa ở nhà. Trời mưa thì ở nhà. À trời mưa ở nhà không có đi. Ngày ngoại lụm được qua ngoại có bán không? Có. À, bán được có bữa mấy chục, có bữa 100. Dạ. Không chừng đó. Ủa, mà giờ ngoại ăn cơm chưa ngoại đi vậy? Ăn rồi, ăn ở nhà rồi nấu ở nhà, ăn xong rồi mới đi. Dạ. Dạ. Dạ, vậy là giờ ngoại vừa đi ra là người ta cho ngoại, bữa nay người ta cho ngoại cũng nhiều hả? Cái này nè. À. Đó, cái này đó. Người ta cho, cái này người ta cho. Dạ. Cái lụm. Dạ. Dạ. Cảm ơn ha. Đây đây để con gặp ngoại, con qua nay có dịp con đi qua đây gặp ngoại để con gửi ngoại. Thôi, chút đi. Được. Dạ. Kỳ quá. À. Dạ đâu được. Có gì đâu. Thôi. Ha không để con gửi ngoại. Lấy tiền từ bay hoài à, chứ không gặp. Không ha, ha không sao đâu. Ngoại, ngoại ơi, ngoại coi con như là con cháu của ngoại đi. Con cháu chứ cũng tiền cực khổ chứ bộ. Cháu cho bà ngoại là chuyện bình thường, không có gì đâu. Không ngoại được, đừng ngại, không có. Con mình còn chưa có cho đó, đừng có nói cháu. Thôi kệ ngoại, con gặp ngoại là cái duyên mà con cháu ngoại lâu lâu con mới gặp một lần chứ không phải lúc nào con cũng gặp. Ngoại cất. Trời giữ vậy. Thôi ngoại cất để dành. Không được, không thôi được. Thôi ngoại cất đi. Tại vì lâu lắm con mới đi qua đây một lần. Dạ nên ngoại ngoại cất ngoại để dành thì dạ ngoại cất để dành mua bánh mình nhiều lúc không bánh không đâu. Thôi ngoại cất hết thôi cất đi để người ta nhìn ngó không ngoại cất đi. Làm cực khổ chứ bộ. Không nhưng mà tụi con còn trẻ con làm cho tiền con thấy ngoại lớn mà cực khổ quá đẩy đi. Thôi đi ha, lấy xe đi. Đang lấy xe để đẩy của ông phụ ngoại cho. Không thôi không sao lấy xe đi chắc cứu không. Dạ. Chỗ này cũng nguy hiểm lắm ba. Dạ, cái dạ. Đường này cũng... Dạ. Thôi dốc nữa ha. Dạ. Đẩy phụ ngoại. Dạ, đi. Có xe. Mệt đó ngoại ha. Hả? Cũng mệt lắm chứ bộ. À, cũng biết rồi. Dạ. Yeah. À, tại đất lên dốc mệt thôi. Nhưng mà ngoại lớn tuổi mà còn đẩy đi về cực quá. Đi lụm như trai hàng ngày. Dạ. Thấy nuôi bà mẹ nữa. Dạ. Mới hồi sáng mới gỡ tiền cho bà. Dạ. Rồi, cảm ơn nữa đây. Dạ, đi không, đi con xe con phá rồi. Không có, không được. Dạ. À, chắc cũ hơn. Thôi dạ. Được. Xe con gỡ dưới kia. Con kéo phụ rồi. Ngày nào ngoại cũng đi lụm tới tối luôn không ngoại? À đi tới tối có bữa lụm tối là về sớm. Dạ. Cũng chừng. Trời mưa không có đi. Dạ. Có gì là đi cái dọc đường trời mưa đó là chốt một chỗ. Đến tới chừng là hết mưa nó đi. Cẩn thận chiếc xe á, xe là mất lắm á. Có cái để tôi đi còn cái lụm cái đó không có cái gì đó cái ly đó rồi. Thường thường là mình đẩy là lụm được là mình đẩy mình bán cho nó khỏe mà ha chứ đâu còn làm gì luôn. Chứ dạ. Đi tới đâu bán tới đó dạ. Để nó đẩy về không dạ. Nổi có bữa tối quá đó. Tối quá vậy người ta đẩy phụ mình lên cầu. Dạ. Thành ra ngoại có một người con trai phải không?
có một trai. Ngoại sống chung với đứa con trai. Do con ngoại con bao người hai đứa con gái nữa. Ngoại con người mẹ nữa hả? Còn ông mẹ người 16 bên kia. À, dạ, mẹ ngoại lớn chắc lớn rồi hả ngoại? 90 mấy tuổi rồi. Dạ. Thích xe đâu? Dạ, xe con gửi người ta rồi. Rồi. Rồi ngoại bán ở đâu chỗ nào? Hả chú cái dưới kia đó. Đây. Để tôi qua bảy lượm. Đây đi ra trước. Đây 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 đây. Để tôi ra đi lượm. Ở đây là để dạ. Không có gửi bà giờ bà cụ con có gửi tiền xe tiền nước của bà rồi. Ở trong nhìn con. Rồi, cái này là của người ta hay là của mình đây chỗ này? Ở đây hả? Là tự mua giác. Giác thì mình lại mình kiếm lượm thôi. Mình kiếm lượm độ. Ai dạy chứ? Con thấy có người ta vớt cái sông lên đó ngoài. Có nhưng mà vớt sông nguy hiểm lắm ngoài ha. À, nguy hiểm. Ngoại lớn là thấy gì lụm đó thôi chứ đừng vớt cái sông. Không dám vớt. Không dám cái sông vớt luôn. Sông này là sông gì ngoài? À, sông cầu số 3. Cầu số 3. Cầu số 3. À. Ai cũng và đi ai lượm trước là còn ngoài ha chứ ai đi sau hết vậy. Cái nón nào ngoại nón bán được không? Được để thấy là mình ngồi cá biết có mấy cái chai nữa nào ngoại chai rồi dơ lắm để tôi làm cho cái giấy này mình bán được chứ hộp sữa mình bán được cái này nó không có ăn đó không có hộp sữa hết rồi hả? Dưới đây cái gì cứng cứng nào ngoại? À. Đó. À cái đó bằng miễn. Bằng miễn. Bằng miễn. Không có vậy. Rồi, tôi đi ha. Vô ngoài đi đường nào bên đây luôn hả? Hả? Vô cái hẻm đi chứ. Cái hẻm đi quay ngược qua bên kia hả? À quay ngược. Đưa con đẩy phụ qua cho. Đấy. Rồi đi xe về đi chưa? Dạ. Trời chuyển mưa rồi á. Dạ. Có gì phải mặc áo mưa vô. Dạ. Đi đẩy cho trai lụm tội mà hả? Không, con gái, ba thằng trai, con gái mà. Dạ. Không ai mua bà chơi. Dạ. Phải tự lọ, tự đi lụm kiếm sống bán qua ngày rồi. Mình bán đây được không con? Không con? Đấy lắm. Vắng. Có đi bán gì không? Dạ không, con, dạ, con không đi bán. Tại con trên đường đi con thấy á, thấy bà đẩy từ dưới dốc cầu lên nặng lắm. Nặng lắm. Dạ. Bữa đó bà đẩy đẩy mà. Mưa trơn trọt ấy là bà. Dạ. Tội. Mà con cũng không thương, không lo. Dạ. Ba nặng trai đúng không đó. Dạ. Cô nhà gần đây con. Cầu số 2 á. À cầu số 2 xuống đây. Cô không bán gần gần chợ tí ở đây nó thoáng hả? Ở đây nó mới tốn tiền. Dạ. Dạ. Cầu số 2 á 200. Ồ mắc quá. 150. Mình bán ngày không lời được bụi cái như đó đâu. 200 dạ 100 ngàn đó rồi đâu có tiền đâu dạ. Chỗ đâu bán thà mình ngồi lên bán lợi ít cũng được khỏi phải đóng tiền ít được dạ. Bán rẻ được là ít được này kia cũng có tốn đồng nào hết trơn dạ. Dạ thôi cảm ơn cô ha cháu đi rồi. Dạ dạ cái đồn xương bò dạ ngoại ngồi đây đây ngoại lót dép ngồi dép con nè rồi, ngồi dép con nè bữa nay tôi có dép rồi ngồi đi. Này con mới mua cái bánh độc gia để dành cho ngoại biếu ngoại để dành không để dành ngoại ăn cái bánh này mềm ăn được á rồi tốn chén nữa không có là ngoại chai nước để con có vậy con nữa rồi được con nữa uống thì uống chừng. Không con cho mua hai chai con trai ngoại trai mà đâu hai chai đâu đây để con lấy cho con mới vừa uống ngoại cầm đó đây con có chai mua hai chai luôn mà con nói thiệt mà tốn kém quá trời ơi con thấy ngoại lớn tuổi dạ. Con xem ngoại y như ngoại con mà vậy đó nên không có gì hết ngoại đừng có ngại à. Cháu thương bà cũng là chuyện bình thường thôi chuyện bình thường á chuyện khó kiếm dạ chuyện khó kiếm cái bộ dạ ơi được rồi tôi đưa lại 300 cho
gần đây? Không có ngoài cắt thì con nó con lâu nhà con xa lắm, lâu lắm mà con mới có dịp đi ngang đây, con mới tình cờ con định bữa nay là ghé vô nhà ngoại nhưng mà hên cái gặp ngoại đi ngoài đường luôn. Bữa nay đi ra shop mà ta kêu đi lấy đồ. Dạ. Kêu ra shop 2 giờ ta đi ngủ rồi. À vậy đó ta hả? Kêu 1 giờ á là tôi 12 giờ tôi ra rồi. Dạ. Tại qua cái cầu này lâu lắm. Dạ. Vậy á. Giờ mình đẩy bộ nữa. Dạ. Mới đi ra shop một chút. Vậy là ngoại lấy chỗ đó chưa? Lấy rồi. Dạ lấy rồi. Xong hết đó. Dạ. Mấy cái đồ á lấy xong hết rồi. Cái đó là đồ, đó là nhà của người ta, ta để dành, người ta để dành không? Đây là dành cho. Người ta có buôn bán gì mà ta có nhiều giấy không? Có à, mua đồ đó, lâu lâu đó mua ba cái đồ về cài đó, để dành mấy cái giấy đó cho. Dạ. Yeah. Buôn bán là dành, không biết đi đâu bán đồ mình không biết. Dạ. Yeah. Làm ăn không biết, làm ăn cái gì không biết. Rồi lâu lâu đó có giấy thùng này kia đó kia tôi đi ra lấy. Dạ. Yeah. Thì đó cho. Vậy yeah. Đó. Ngoại sống chung với cháu hả? Có cháu ở ngoài được bao nhiêu cháu? Có hai đứa cháu, đứa cháu 12 tuổi, đứa cháu 7 tuổi à. Dạ. Ngoại cho con hỏi cái súng mũi ngoại sao bị đó, bị bữa té đó, té lâu rồi. Té lại mười mấy ngày rồi. Hết trời. Bộ ngoại té là sao té ngoại? Tôi lấy lên mùa kè nè, ở bên kia. Dạ. Lấy lên mùa kè tính ra lửa đồ. Dạ. Đó chiếc xe nó tuột xuống, mình theo nó tuột luôn rồi. Chịu chiếc xe không nổi đó. Rồi bắt đầu buông chay rồi mình ụp mặt xuống luôn. Thôi đất mặt ơi. Vậy á. Lâu rồi, nửa tháng rồi. Tôi đang xuống dốc cầu rồi, xe nặng quá ngoài chịu không nổi hả? Xuống hết cái dốc cầu rồi. Dạ. Chui xuống cái dưới này làm đó. Dạ. Thì mới té hả? Rồi xe nó lật luôn, lật đổ hết đồ luôn không ạ? Lật hết đồ, đổ hết ba cái đồ dưới chai luôn. Ngồi lụm lại cũng lâu. Thấy người ta nó mà lại lụm hụ. Rồi ta kêu lấy tiền á, cho tiền đi mai, lâu có mai. Dạ. Rồi là có chút xíu thì thôi. Hỏi mai rồi đem đi băng bó thôi xong hết. Vậy mua thuốc uống vậy. Là bữa đó ai chở ngoại đi đến chỗ người ta? Ở gặp đường người ta thấy người ta chở đi đâu nhà thương á. Dạ. Dạ, đâu nhà thương trực cát á. Dạ. Ở trên thuốc ở trên kia cái nhà thương trực cát á. Dạ. Yeah. Chiếc xe là gỡ nhà ta. Dạ. Yeah. Chở đi xong băng bó xong rồi về. Dạ. Yeah. Cái người đó trả tiền luôn. Dạ. Dạ. Giờ con trai ngoại có biết không? Đâu có cho nó biết. Không, là lúc mà ngoại đi về nhà ngoại bị băng á. Về nhà mới biết. Dạ, anh thấy anh có nói gì không ngoại? Có cái thằng này không có yên vô lắm. Vậy đó hả? Ít có hỏi lắm. Chứ anh không kêu ngoại thôi đừng có đi lụm nữa chứ. Đó, nuôi hai đứa con còn cũng chồng. Vậy đó không ạ? À. Nhưng mà anh thấy bà ngoại bị vậy cũng hỏi sao mẹ bị băng bị bó đâu chứ. Đó có hỏi. Dạ. Tôi nói là bị té rồi xong. Vậy, vậy thôi. Hai mẹ con ít có nói chuyện lắm. Dạ. Chừng nào nói chuyện cái là bắt đầu chửi lộn à. Dạ. Vậy đó, ít có chắc. Anh có gì đâu mẹ, bà ngoại lớn tuổi thì nói anh nghe thôi chứ có gì đâu mà. Đó, cái tranh nó kỳ lắm. Đó là nghèo rồi nó cực bực bội lắm, nó nuôi hai đứa con nó cũng bực bội lắm, mình ít có nói chuyện với nó lắm. Dạ. Yeah. Yeah. Còn mẹ của ngoại hiện giờ là đang ở với ai? Ở với nhỏ em Út á. Dạ. Em thứ bảy á, ở phường 16 bên kia được. Là có gia đình gì không ngoại? Em Út á. Có gia đình. Là ở chung luôn người ở em lo luôn. Dạ. Yeah. Yeah. Đó đặt này, tụi tôi đứa nào cho tiền bả đó nó giữ. Dạ. Yeah. Để nó cho bả ăn uống này kia, nó nuôi bả. Dạ. Rồi tụi tôi phụ cho mấy chị em hoặc là mấy chị em nữ. Dạ. Yeah. Rồi người cho chút chị đó. Dạ. Yeah. Cho bả chút chị rồi nó giữ tiền. Dạ. Yeah. Nó giữ tiền xong rồi nó đi nuôi bả, rồi bả muốn ăn cháo nó nấu cháo cho bả, nó ăn bả muốn ăn cua tiếu nó mua cua tiếu cho bả ăn vậy đó. Còn ngoại thì lụm vô chai lâu lâu cái ngoại lâu đi xe gì tiền. Gửi người ta hay là ngoại đi xe ôm qua? Không có, tôi không có đi qua. Mà tôi gửi ra gửi thằng em tôi qua. À dạ. Tôi có thằng em cũng lụm đi chai đó. Dạ. Rồi sáng đó nó ghé nhà tôi đến đưa đồ cho tôi, đưa mấy cái đồ đi chai nè. Dạ. Vậy là không vô bác. Vậy đó tôi gửi tiền qua cho bà. Em trai ngoại là năm nay chắc cũng lớn tuổi ha? Sao năm mấy rồi? Dạ. Đứa em trai Út là năm mấy rồi? Là em chú Út ngoại đó. Chú đó là cũng có gia đình không ngoại? Không có gia đình.
ở với ai ngoại ha? Ở với má tôi luôn. À dạ, ở chung ở luôn. Với, ở với mẹ với tôi. Với chị luôn. À không có, tôi ở riêng. Không, đứa em trai ngoại ở chung với người đứa với người em gái hả? Với người chị gái, với em gái. Với lại mẹ. Dạ. Ba mẹ con ở chung nhà. Dạ. Vậy đó. Với hai đứa cháu ngoại của bà nữa. Mà ngoại ngoại con sao thấy ngoại không mà đội nón đi cho đội cho có nón không? Có. Ngoại có nón chứ. Có nón chứ. Dạ. Có áo mưa đàng hoàng hết trơn á, đầy đủ hết. Dạ đúng rồi. Vậy có tiền dập về áo tay, áo phát cũng có luôn ở trên xe. Có tiền chồng mua quá đó. Dạ. Cảnh á mình mặc vô. Dạ đúng. Cái gì cũng đầy đủ hết trên xe đó. Em mà khỏi lo. Dạ. Vậy đó. Mưa có áo mưa bận phải ngoại đi có, trời có. Nắng trời nôi rồi. Đầy đủ hết trơn á. Tại có đi ba mấy năm rồi quen rồi. Dạ. Nói quen vậy thôi chứ tuổi ngoại là tuổi này là tuổi về nhà. Tuổi, ai cũng nói vậy con đó. Cháu tuổi lo. Tuổi này trong sướng lắm rồi đó. Dạ mà ngoại còn làm cực bây khổ. Giờ mình thấy kiểu khác sao bây giờ. Con mình cũng nghèo. Dạ. Dạ. Chạy mướn cho người cha, chạy mướn ra xe biệt điệu cho người ta. Dạ. Dạ chắc mưa giờ em về trước đây. Dạ. Có dạ. Dạ, vậy thôi con cho gửi ngoại cầm cái này và treo xe ha. Rồi. Dạ con con chúc ngoại có nhiều sức khỏe để mà ngoại có sức khỏe thì con kém quá. Dạ. Ở chung làm với con cháu nó vui. Làm tiền nghiệp cực khổ nữa. Dạ. Con còn trẻ, tụi con còn trẻ, con còn bươn trải được. Ngoại tuổi lớn mà ngoại đi làm còn vất vả hơn con nhiều. Vậy là giờ ngoại đẩy đi bán lên trên chợ bán. Dạ, anh ơi trời mưa tối ngoại. Trời mưa tối ngoại. Trời mưa ngoại cũng đẩy đi luôn hả? Che lại. Che lại trước. Bạc đó ngoại. Cái làm thẳng hết rồi. Cái chuẩn bị đi. Dạ. Bao này luôn hả? Hay là nằm dưới? Có lủng không ngoại? Có lấy gì vừa? Có gì cột. Tôi cột. Lấy cái gì cột. Cột lại ngoại. Đây. Về trước đi. Về trước. Đưa sợi dây cột lên đây. Ở dưới đó là sao ngoài? Đợi nó bay luôn hả? Hả không chờ. Cái này còn làm được không? Dài ra đây. Giờ ngoài đục mưa hay là ngoài đẩy đi luôn? Mưa. Dạ. Vậy thôi con về luôn hả ngoại ha? Áo mưa vô. Dạ con về luôn nha ngoại.